Xin chào các em, hôm nay thì mình đi qua một khái niệm là retesting và regression testing là gì trong kỹ thuật phần mềm. Thì bài hôm nay mình sẽ đi qua là retesting là gì, khi nào mình sẽ sử dụng retesting, regression testing là gì, khi nào mình sẽ sử dụng regression testing. Mình sẽ phân biệt sự khác nhau của retesting và regression testing. Thì trong quá trình mà kỹ thuật phần mềm á, sẽ có những lớp các em sẽ được nghe QA leader của mình nói là retest là chức năng này, retest là chức năng kia, hoặc là regression là cái module này, regression là module kia. Thì trong bài hôm nay mình sẽ giải thích hai cái khái niệm này. Retesting có nghĩa là mình sẽ test lại các chức năng cụ thể của sản phẩm để bảo đảm rằng sản phẩm các bước tìm được phải trong cái bản version cũ sẽ được fix trong bản version mới. Anh lấy ví dụ như trường hợp sau đây, ví dụ như là trong cái bản Facebook version 1.0.0 mình có chức năng login, chức năng register, chức năng comment được phát triển. Thì trong quá trình mà test á, mình phát hiện ra bug, sau đó là mình report lại cho đội phát triển phần mềm bảo là chức năng login này đang có bug. Thì khi đội phát triển phần mềm fix được con bug đó thì họ sẽ bảo lại QA leader của mình. Thì lúc này QA leader của mình sẽ bảo mình là retest lại cái chức năng đó. Như vậy retest là chúng ta test lại cái chức năng mà developer đã fix trong cái module đó. Ví dụ như trong trường hợp này chúng ta là chỉ test lại chức năng login chứ không test lại toàn hệ thống. Ví dụ mình sẽ không test lại chức năng là register hay là comment, mà bởi vì mình phát hiện lỗi trong cái chức năng login nên mình sẽ test lại cái chức năng login. Như vậy, retesting có nghĩa là mình test lại cái chức năng mà nó có lỗi. Khi nào thì chúng ta sẽ làm retesting? Ví dụ như là chúng ta sẽ retest lại cái bug đó khi mà chúng ta nhận được cái release note của bộ phận phát triển phần mềm. Release note ở đây là gì? Khi mà mình phát triển một phần mềm á, thì thường cái đội phát triển phần mềm á, họ sẽ có một cái plan, thường là project management, họ sẽ có plan là trong tháng tới mình sẽ ra những chức năng mới nào, những con bug nào mình sẽ fix. Thì khi đó đội phát triển phần mềm ấy, sẽ đưa lại những cái leak, các chức năng mà bị bug cho đội QA, và đội QA mình sẽ retest lại những chức năng đó xem là nó có vấn đề gì không. Hoặc là khi mà bug bị reject bởi đội phát triển phần mềm, ví dụ như là QA mình tìm ra một con bug, sau đó mình viết bug report lên cho đội phát triển phần mềm, nhưng mà đội phát triển phần mềm á, lại tìm không ra cái lỗi đó. Anh ví dụ như là chức năng thanh toán, mình bảo lỗi cho đội phát triển phần mềm là chức năng thanh toán là không thanh toán được, nhưng mà khi đội phát triển phần mềm á, họ vào á, họ thực hiện trong cái máy của họ á, thì nó vẫn chạy bình thường, thì họ sẽ không có reproduce được cái bug, có nghĩa là họ không tải hiện lại được cái bug. Thì lúc đó QA lead của mình sẽ nói với mình là retest lại chức năng thanh toán xem nó có vấn đề gì hay không. Trong lúc đó thì mình sẽ record lại cái màn hình của mình để mình làm bằng chứng để tải hiện lại con bug xảy ra. Thì để tránh trường hợp này, thường là tester họ phải viết bug report thật tốt. Thì anh có một cái video hướng dẫn làm như thế nào để viết bug report thật tốt. Cái trường hợp thứ ba là khi khách hàng hay quản lý dự án muốn chúng ta retest lại cái chức năng quan trọng nào đó thì chúng ta retest. Qua là regression testing. Regression testing có nghĩa là mình repeat, ở đây có nghĩa là lặp đi lặp lại, là mình chạy đi cái test case đó, mình chạy đi chạy lại xem là có vấn đề hay không. Ở đây á, nó khác với retest, có nghĩa là regression testing xảy ra khi mà chúng ta test những cái module mà quan trọng mà nó liên kết lại với nhau. Anh ví dụ như là khi một product có một chức năng mở được thêm vào. Anh ví dụ như là sản phẩm chúng ta version là V1 có chức năng login, chúng ta thêm một chức năng mới là chức năng mua sắm hàng. Thì trong trường hợp này khi chúng ta test lại xem code chức năng mua sắm hàng nó hoạt động có tốt hay không, có ảnh hưởng tới chức năng login hay không. Vì chức năng login là mình phát triển trước, chức năng phát triển phần chức năng mua hàng là phát triển sau, nhưng mà chức năng mua hàng này nè nó phụ thuộc vào là mình login có thành công hay không. Như vậy khi làm xong cái module sẵn mua hàng này á, mình cũng phải retest lại
cái chức năng login, thì mình sẽ làm regression test hai cái module để đảm bảo là chức năng mới khi mình viết nó chạy tốt và những cái module mà liên quan nó vẫn hoạt động bình thường, thì lúc đó mình sẽ regression test lại. Hoặc khi có change request là thay đổi lại cái yêu cầu phần mềm. Ví dụ như là mình thay đổi là khi mình login á, bình thường á, thì mình login bằng bằng Google. Bây giờ á, họ muốn login là bằng username và password. Thì khi mình release một tính năng mới á, thì mình phải regression lại cái chức năng cũ xem là cái chức năng là login với username password nó còn hoạt động hay không. Hoặc là mình thay đổi cái môi trường phát triển. Anh ví dụ như là cái sản phẩm mình đang deploy trên con Amazon, bây giờ mình muốn thay đổi qua môi trường mới như con Azure, thì mình phải regression lại tất cả các chức năng trên cái môi trường mới xem nó hoạt động hay không. Hoặc là ví dụ như là mình muốn thay đổi cái DB, cái database MySQL sang SQL trên SQL Server, thì mình cũng sẽ phải retest lại các chức năng xem nó có chạy bình thường hay không. Thì lúc đó mình sẽ làm regression test lại. Như vậy, sự khác nhau của retest và regression test là gì? Anh ví dụ cái một, mình có cái chức năng là cái bài là login, thì mình bắt một con bug đó là login button not working, có nghĩa là nút login không hoạt động. Cái hai là trường hợp là có chức năng mới, có nghĩa là trang login mình thêm một chức năng mới là remember me. Thì trong cái một là mình phát hiện ra cái bug là login không có hoạt động. Thì nút login không hoạt động thì tester mình sẽ report cái bug này cho đội phát triển phần mềm. Khi mà bug được fix thì tester sẽ retest lại chức năng đảm bảo là login nó hoạt động đúng như mong muốn. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng là retesting lại con bug trong bảng build trước xem có nào có bug hay không để đảm bảo là bug được fix. Trong trường hợp mà tester họ test các chức năng liên quan tới login, ví dụ như là chức năng payment trong cái con này, chức năng payment liên quan tới login, thì lúc này nó không phải là retest nữa, tại vì mình test hai hay nhiều module nó liên quan tới với nhau, và trong hai hay nhiều module nó có nhiều test case liên quan với nhau, thì lúc đó test QI tester QI lead của mình đó gọi là regression là cái module login, thì lúc đó mình sẽ biết là mình sẽ test những cái module liên quan tới nó nữa, như là payment chẳng hạn. Hoặc là ví dụ trường hợp thứ hai là trường hợp cái mà mình có thêm chức năng mới, có nghĩa là nút login của mình hồi xưa mình chỉ login bằng username và password thôi, nhưng bây giờ mình khách hàng yêu cầu thêm một chức năng là remember me button, thì tester họ sẽ test chức năng là remember me nó có hoạt động hay không, và đồng thời họ sẽ test lại cái chức năng cũ đó là chức năng login bằng username và password vẫn hoạt động như thường. Như vậy khi chúng ta test một chức năng mới, đồng thời chúng ta phải test là những chức năng cũ có liên quan tới nó, thì lúc đó chúng ta sẽ dùng regression testing. Như vậy trong quá trình phát triển phần mềm á, khi mà QA leak á, họ nói là retest và regression test, thì mình phải biết được là mình sẽ làm những việc gì. Anh có ví dụ thứ ba, ví dụ như là anh có ba cái module, module là admin nè, module là purchase, có nghĩa là module bán, và module là finance, module liên quan tới tiền. Thì module finance này á nó sẽ phụ thuộc vào module purchase, đúng rồi. Vì là khi mà chúng ta buôn bán á thì chúng ta sẽ đặt những cái order, khi mà có order á, thì nó sẽ liên quan tới tiền bạc, khi liên quan tới tiền bạc thì nó liên quan tới module finance. Anh ví dụ như là tester tìm thấy bug trong module purchase, nghĩa là có bug liên quan tới là tính toán sai gì đó trong cái mua hàng, thì tester của mình á sẽ thực hiện retest lại cái module purchase để đảm bảo á, là cái công thức, cái business logic của cái module purchase đã được fix trong module purchase. Đồng thời tester của mình á, cũng phải sẽ làm regression testing lại cho module finance để đảm bảo rằng á, là các tính năng trong module finance cũng phải hoạt động bình thường khi mà mình đã thay đổi code ở module purchase. Thì regression testing mình làm automation hay mình làm manual, thì thông thường là bọn anh phải làm bằng automation hết, tại vì bọn anh phải là khi mà anh làm regression testing á, tốn rất là nhiều thời gian và công sức. Ví dụ như mình có một ngàn cái test case của hai module purchase
và module finance thì số lượng mà test cái cần phải test lại rất là nhiều, mình không làm manual được thì mình phải làm bằng automation. Thì chúng ta chủ bên chỗ công ty anh á, thường xuyên phải làm regression testing mỗi lần release sản phẩm. Như vậy mỗi lần bọn anh release một chức năng mới, một cái thay đổi mới thì phải test lại toàn bộ cái ứng dụng của mình. Và thông thường là bọn anh phải làm automation, viết cả các test script thì thông thường mình chạy rất là nhanh, tầm là 15 phút là nó sẽ chạy hết cái bộ test cái cho mình rồi. Thì hy vọng là các em sẽ hiểu được khi mà QA lead của mình nói retest là mình sẽ làm gì và regression testing thì mình sẽ làm gì. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.